Hello, xin chào anh em đã đến với kênh của mình nha. Thì sorry anh em mấy bữa nay thì mình bận công việc nên mình không có thể up clip thường xuyên được. Thì hôm nay mình có thể nhận được nhiều yêu cầu của anh em á. Là hồi trước mình làm clip ở phiên bản C thì sử dụng bằng tiếng Anh. Thì bây giờ mình sẽ làm lại những cái clip hướng dẫn trên phiên bản Việt Nam của Fintab, và mình sẽ làm hướng dẫn các chỉ số bằng tiếng Việt ha. Rồi, đầu tiên á, trên video này á, mình sẽ làm video tổng hợp cho bốn cái class cơ bản. Đó thì mình sẽ hướng dẫn lại hai cái mục, đó là mục chỉ số cơ bản cần thiết cho các nghề nghiệp, và chỉ số thứ hai là cách build lõi cho từng cái nghề cơ bản luôn. Rồi, vậy ha. Thì đầu tiên bắt đầu mình sẽ đi vào cái những cái chỉ số cơ bản nhất. Rồi, thì đối với bên mình sẽ làm một cái bảng so sánh luôn. Đối với bên những cái chỉ số của tiếng Anh á là con á, thì ở Việt Nam mình trong bảng phân tám nó là chất, thì mỗi điểm chất sẽ tăng 400 máu, hai thủ vật lý và phép, rồi hai kháng bạo đó. Rồi, còn bên chỉ số cơ bản bên tiếng Anh là STR là strength á, thì ở Việt Nam mình á dịch nó là lực. Thì mỗi điểm lực sẽ tăng 120 máu và 2 điểm phá giáp. Chỉ số cơ bản thứ ba là int, là Việt Nam mình á dịch là trí, thì mỗi điểm trí á nó sẽ tăng là 120 máu, 5 công phép và 2 hit. Đó. Rồi. Ở Dex, Dex thì Việt Nam mình dịch là hoạt, thì mỗi điểm hoạt sẽ tăng 240 máu, 2 công phép, 4 bạo và 4 hit. Rồi Ins thì là nhìn, thì mỗi điểm nhìn á nó sẽ tăng là 240 máu, 2 công phép, 4 phá giáp và 4 giảm hồi chiêu, giảm CD á, giảm hồi CD là giảm hồi chiêu á, là countdown á. Thì dịch cũng dịch không hết nữa nên nó để là giảm CD, thì mình nói rõ luôn đây là giảm hồi chiêu nha các bạn. Đó thì đây là năm cái chỉ số cơ bản ở trong game là chất, lực, trí, hoạt và nhìn. Đó là năm cái chỉ số cơ bản trong game Dragon Raja này. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về những cái chỉ số mà nó xuất hiện ở trong cái bảng chỉ số nhân vật á. Thì đầu tiên á, đối với physical attack á, nó sẽ là công vật lý. Physical death nó sẽ là thủ vật lý. Cái AB level á, rồi Việt Nam mình nó là phá giáp nha các bạn. Rồi cái crit level á, nó sẽ là bạo. Cái crit DMZ á, nó là sát thương bạo. Cái hit level là cấp chính xác. Và cái smite level á nó sẽ là cấp cường kích. Đó thì các bạn lưu ý nha, đây là những cái chỉ số mà trong tiếng Việt của mình nó tương đương với cái chỉ số bên tiếng Anh trong những cái clip trước mình hướng dẫn. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cái những cái chỉ số tiếp theo, nó là magic attack á, nó sẽ là công phép. Magic death nó sẽ là thủ phép. CDR nó là sẽ là giảm CD. Giảm CD ở đây á, là giảm hồi chiêu, như hồi nãy mình có nói là giảm countdown á các bạn, là giảm hồi chiêu á. Đó. Rồi cái crit rest á, nó là kháng bạo. Ở bên bản nước ngoài cái MS là multi sky, thì ở Việt Nam nó là hit. Đó. Rồi cái doggo level á là cái cấp né, và cái toughness level nó là cấp bền. Đó, đây là những cái chỉ số cơ bản. Thì tất cả những cái chỉ số cơ bản của nhân vật á mình liệt kê như vậy để các bạn nắm sơ qua. Nếu các bạn có coi lại những cái clip cũ hướng dẫn của mình á thì các bạn có thể so sánh được ha. Rồi thì sau đây mình sẽ đi hướng dẫn lại tất cả những cái chỉ số cơ bản cho từng cái nghề nghiệp trong game, thì bốn cái nghề cơ bản trước. Đó thì mình sẽ bắt đầu với lại cái kiếm sư ha, là cái Blade Master ha. Rồi bắt đầu kiếm sư á, thì những cái chỉ số cơ bản mà mình cần khi mà mình build vô trong đồ á, thì đó là công vật lý nè, công hỏa nè,
phá giáp nè, giảm hồi chiêu, chỉ số bạo, chỉ số lực và chỉ số hit. Đó thì công vật lý và công hỏa là hai cái tăng đam cho con kiếm sư này rất là nhiều. Cái phá giáp là cái hầu như con nào cũng cần, giảm hồi chiêu nè để cho mình bam kill nhiều hơn. Cái bạo là chỉ số mình tăng cái lượng crit dam á. Lực thì nó, cái chỉ số lực ban đầu á thì nó cũng đã có những cái chỉ số trong đó, nó cũng cộng với những chỉ số phía trên. Và hit này tăng cái dam multi sky lên ha. Đó là hit. Rồi. Đối với con kiếm này nó sẽ có hai, mình sẽ nói lại về cái phần build lõi nha. Thì có hai cái build, nó là build, mình lấy hai cái build chính thôi, đó là build tăng dam đi theo đường dam. Nó là 9 đá lửa, 5 đá nước và 2 đá gió. Là các bạn sẽ tăng cái đường dam và các bạn sẽ tăng cái tỷ lệ hồi chiêu lên để các bạn spam kill. Đó. Rồi. Còn đối với cái build thì cái lượng mấy các bạn muốn spam nhiều hơn á thì các bạn sẽ giảm cái đá lửa xuống còn 5 đá thôi. Và tăng cái lượng đá nước lên là 9 đá. Thì và vẫn giữ 2 đá gió. Thì cái lõi như thế này á thì các bạn sẽ gọi là tăng cái tỷ lệ hồi chiêu các bạn nhiều hơn để các bạn spam. Rồi, thì mình cũng trả lời luôn một vài những câu hỏi mà các bạn có comment ở bên dưới á, là tại sao các bạn thấy có bốn cái loại đá, đó là đất nè, lửa nè, nước và gió, và lít vào cái kim tự tháp khi mà chưa có gắn đá đó, thì mỗi cái chỉ số như vậy á thì nó sẽ có 9 cái lỗ thì là sẽ phải nhiều hơn chứ. Tại sao ở đây mình chỉ có là 16 cái viên đá thôi, mình chỉ gắn 16 viên đá thôi. Thì mình cũng nói luôn, đối với cái lõi này á, nó sẽ có 9 viên cơ, 9 viên chính. Có nghĩa khi các bạn gắn 9 viên đó vào rồi, nó sẽ tự động nó chiếm ô luôn của ba cái loại đá còn lại trên cái hình kim tự tháp. Đó, chứ không phải là bốn cái chỉ số là các bạn có luôn mỗi cái là 4 nhân cho 9. Đó là các bạn có rất là nhiều cái ô. Thực sự là mình chỉ có 16 ô thôi. Khi các bạn đã gắn 9 viên cơ bản của các bạn vào thì còn lại chỉ có 7 lỗ. Và đối với 7 lỗ đó các bạn tiếp tục các bạn gắn 5 cái viên chỉ số phụ cần thứ hai thì nó chỉ còn lại 2 lỗ thôi. Đó, thì khi mà các bạn gắn đá và các bạn click vào những cái chỉ số đó trong cái lõi á, thì các bạn sẽ thấy được cái vấn đề này mà mình nói thì chứ không phải là các bạn có gắn tới mấy chục viên đá được đâu. Rồi, với tiếp theo là con súng á, thì cái chỉ số cơ bản của con súng mình sẽ chia theo hai giai đoạn. Là giai đoạn trước 50k bạo. Đó, thì trước 50k bạo á, thì các bạn sẽ nâng những cái chỉ số chính là công vật lý nè, công gió nè, phá giáp nè, hoàn, bạo và giảm hồi chiêu. Đó là những cái chỉ số trước 50k bạo. Rồi sau 50k bạo á thì các bạn sẽ không nâng vào hoạt chứ là giảm hồi chiêu nữa. Thì các bạn sẽ chuyển sang các bạn nâng nhìn. Nhìn ở đây á thì cái chỉ số nhìn á nó sẽ giúp cho các bạn á là tăng cái công phép lên, tăng cái phá giáp và tăng cái chỉ số giảm hồi chiêu. Nên các bạn tập trung sau 50k bạo các bạn tăng vào cái nhìn cho mình để các bạn tăng cái lượng phá giáp và cái lượng công phép lên. Đó, tại vì maximum của con súng á, nó chỉ là 50k bạo thôi, nó không có để vượt hơn được cái 50k bạo nữa ha các bạn. Đó, thì đối với con súng này á, các bạn sẽ có hai cái cách build lõi. Thì cái cách build trước 50k bạo á thì nó sẽ là 9 đá gió, 5 đá lửa và 2 đá nước. Đó, rồi sau khi các bạn đạt được cái ngưỡng 50k bạo rồi á, các bạn sẽ giảm từ từ cái đá gió xuống để cho nó không có bị dư thừa cái chỉ số đó. Các bạn chuyển dần sang đam là các bạn sẽ giữ 2 đá gió thôi. Đó, các bạn nâng lên là 9 đá lửa và 5 đá nước để tăng cái lượng hồi chiêu và tăng cái lượng đam cho con nhân vật, cũng như tăng cái lượng sát thương phép và cái lượng phá giáp cho nó. Nó sẽ hiệu quả hơn cho cái con súng này, tại vì con súng này là cái con có chỉ số bạo cao nhất game ha các bạn. Rồi, tiếp theo là pháp sư. Thì đối với pháp sư á, nó sẽ có những cái chỉ số chính
đó là công phép nè, công nước nè, phá giáp nè, hít, giảm hồi chiêu và bạo. Đó, còn những cái chỉ số phụ của nó á, là mình sẽ nâng vào nhìn nè, trí nè, hoạt và kháng bạo. Đó là những chỉ số mình cần chọn ra trong những cái đồ của mình và nâng cái chỉ số đó lên. Đó. Còn đối với con pháp sư thì mình cũng đưa hai cái bảng build lỗi, là build lỗi theo dam và build lỗi theo dạng spam. Thì đối với theo dam á, thì các bạn chơi theo đường dam thì các bạn nâng là hai gió, 9 đá lửa và 5 đá nước. Đó là các bạn sẽ chơi theo đường dam to nếu các bạn chơi solo. Còn đối với những cái hướng mà để búp á, thì các bạn sẽ nâng là 2 gió, 5 lửa và 9 nước nha các bạn. Đó là cái chỉ số và cái cách build lỗi cơ bản của con pháp sư. Rồi, cuối cùng là con sát thủ. Thì đối với sát thủ á, nó sẽ không, đối với game này nó sẽ tập trung lên cái lượng hit nhiều nhất. Thì các bạn tập trung làm sao lên được 30.000 hit. Đó. Sau đó các bạn tập trung các bạn lên những cái chỉ số như là công phép nè, công đất nè, phá giáp nè, trí nè, hoạt và bạo. Đó. Còn đối với cái chỉ số giảm hồi chiêu á, các bạn sẽ lấy từ kiếm từ con bét và đồ. Thì các bạn có thể kiếm được khoảng 21.000 chỉ số giảm hồi chiêu từ bét và đồ nha các bạn. Đó, còn toàn bộ tập trung lên 30.000 hit là cái quan trọng nhất đối với con sát thủ. Đó. Rồi. Cái build lỗi cho sát thủ á, nó có hai option. Option thứ nhất, hai option nó giống nhau một điểm á, là luôn luôn xài 9 đá lửa, tại vì cần cái lượng đam to nhất có thể. Đó. Và giống nhau, cái giống thứ hai là luôn luôn sử dụng 5 đá gió. Đó, để tăng cái lượng hoạt của nó lên. Đó, thì cái option 1 và option 2 nó khác nhau chỗ nào? Option 1 là nó giúp cho các bạn giảm hồi chiêu để các bạn spam kill nhiều hơn, là các bạn sử dụng 2 đá nước. Còn option 2 nó giúp cho các bạn là tăng cái lượng thủ của các bạn nhiều hơn, nếu các bạn thiếu cái chỉ số thủ thì các bạn nâng là 2 cái đá đất lên giùm mình để các bạn tăng cái lượng thủ của các bạn lên. Đó. Rồi, thì đối với video hôm nay á, mình chỉ nói về hai cái cách là build chỉ số và build lỗi trên cái bảng Dragon Raja của Việt Nam ha. Và bên cạnh đó mình cũng so sánh luôn tất cả những chỉ số ở phiên bản C và phiên bản Việt Nam nó tương đồng như thế nào. Đó, rồi các bạn sẽ tham khảo trên video này. Rồi, video sau á, mình sẽ hướng dẫn tiếp những cái mục là đồng đội nè, long ngữ nè và huyết thống, là ba cái hướng dẫn tiếp theo cho video sau của bốn cái class cơ bản là kiếm, súng, pháp sư và sát thủ nha các bạn. Các bạn đón xem clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.